Cô xin chào các em. Tiết học hôm nay cô sẽ không kiểm tra lại bài học cũ của các em, mà các em hãy về học lại bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, Viếng Lăng Bác, và học phần tác giả tác phẩm, học phần ghi nhớ của bài thơ. Tiết học hôm nay cô trò chúng ta sẽ vào cái tiết tiếp theo, đó là tiết 113, phần văn bản. Vậy thì mục tiêu của cái bài học hôm nay của chúng ta đó là gì các em? Chúng ta sẽ hiểu được cái nội dung và nghệ thuật trọng tâm của hai bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh và bài thơ Nối Với Con của nhà thơ Y Phương, nhận ra cái thông điệp được gửi gắm của mỗi bài thơ. Thứ hai là chúng ta nắm được cái kỹ năng đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại, thể hiện được cái suy nghĩ của mình về một cái hình ảnh khổ thơ hay bài thơ. Vậy thì cô trò chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo nhé, phân tích bài thơ. Các em sẽ lấy sách, lấy vở ra, lấy viết ra để trước mặt của mình và ghi theo cô. Khi nào cô có hiện lên cái hình bằng tay có cây viết thì các em sẽ viết bài. Để quyển sách trước mặt nha, để có cây thước nữa, để khi mà các em tôi đọc tới bài thơ xong mà mình phân tích, các em sẽ gạch dưới những cái từ ngữ trong cái bài thơ nha. Vậy thì các em cũng biết mùa thu luôn là cái đề tài, là cảm hứng quen thuộc lâu đời của thơ ca. Trong kho tàng dân tộc ta đã từng biết đến một mùa thu trong veo trong thơ của Nguyễn Khuyến, thu ngơ ngác trong thơ của Lưu Trọng Lư, giàu dạt và đượm buồn trong thơ của Xuân Diệu. Và thật bất ngờ khi ta gặp họ một Hữu Thỉnh tinh tế sâu sắc đến vô cùng qua cái một thoáng Sang Thu. Vậy thì ở cái bài thơ này thì nó giúp cho chúng ta rèn cái kỹ năng đọc, nắm được những cái nét cơ bản về tác giả cũng như là xuất xứ của văn bản, hiểu được những cái từ khó. Qua phân tích thì chúng ta thấy được cái vẻ đẹp thiên nhiên trong cái khoảnh khắc giao mùa và những cái suy nghĩ mang cái tính triết lý của tác giả. Các em ghi tựa đề bài đi nha. Cô trò ta chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần thứ nhất, đọc hiểu chú thích. Các em lật sách giáo khoa của mình ra cho cô nha. Lật sách giáo khoa cho con, đọc cho cô phần chú thích trong sách giáo khoa và gạch chân những phần tác giả và tác phẩm cho cô. Các em cũng đã tìm hiểu ở các tiết văn bản rồi đúng không? Trước khi đi vào tìm hiểu thì chúng ta phải đọc phần tác giả tác phẩm và các em phải gạch chân cho cô những cái tác giả và tác phẩm. Đúng không nào? Mình cần phải trình bày. Rồi, về phần tác giả. Các em thấy nè, đây là cái bức chân dung của tác giả đúng không nào? Phần tác giả chúng ta sẽ tìm hiểu nè. Sách giáo khoa trang 71. Tác giả ở đây thì Hữu Thỉnh, tên thật là Nguyễn Hữu Thỉnh, sinh năm 1942, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai khi chúng ta trình bày đó là cái ông thuộc cái thế hệ nhà thơ trưởng thành trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ một cái người lính trong binh chủ tâm thiết giáp, ông trở thành một cái nhà thơ quân đội. Thứ ba, Hữu Thỉnh viết nhiều và viết rất là hay về những cái con người và cuộc sống ở nông thôn. Và cuối cùng, thơ ông thiên về cái cảm nhận vẻ đẹp tĩnh lặng, thanh bình của nhân dân, thiên nhiên, đất nước và cuộc sống, mang cảm xúc bâng khuâng vấn vương trước đất trời trong trẻo biến chuyển nhẹ nhàng. Và cô giới thiệu thêm cho các em về những cái tác phẩm của ông, đó là Từ Chiến Hào Tới Thành Phố, Thư Mùa Đông, và tình ca biển Âm Vang Chiến Hào, vân vân. Đây là những cái tác phẩm của ông. Vậy thì đó là cái phần tác giả các em đã gặp trong sách giáo khoa rồi đúng không nào? Chúng ta sang phần tác phẩm. Phần tác phẩm thì các em mình sẽ tìm hiểu về cái xuất xứ. Cho cô biết coi hoàn cảnh sáng tác của bài thơ là sáng tác trong hoàn cảnh nào. Bài thơ này được viết vào năm mấy các em? Bài thơ này được viết vào cuối năm 1977 khi đất nước đã thống nhất. Nó được in trong tập thơ Từ Chiến Hào Đến Thành Phố năm 1991. Nêu cho cô đại ý của bài thơ. Bài thơ này nó nêu về vấn đề gì các em?
Hay ý của bài thơ này nêu về những cái cảm nhận tinh tế về biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt của đất trời từ hạ sang thu. À, đó là cái phần đại ý của bài thơ. Cô trò chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ đọc bài thơ nhé. Cô đọc cho các em nhìn trên màn hình thấy rõ thì chúng ta nhìn vào màn hình, còn không thì các em sẽ sách giáo khoa của mình trang 70 đó, các em sẽ dò cho cô nhé. Văn bản sang thu của tác giả Hữu Thỉnh. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Xong được lúc dền vàng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Vậy thì các em có nhận xét gì về thể thơ và cấu trúc của bài thơ? Vậy thì thể thơ nó được viết theo thể thơ như thế nào các em? À, thể thơ 5 chữ. Và cái cấu trúc của bài thơ nó chia làm mấy phần các em? À, cấu trúc bài thơ được chia làm 3 phần. À, khổ thứ nhất, nêu cho cô nội dung của khổ thứ nhất nè. Là phần thứ nhất đó. À, khổ thứ nhất nêu cảm nhận về dấu hiệu báo thu. Ở khổ thứ hai, nó cảm nhận về sự đổi thay của cảnh vật lúc sang thu. Và nội dung của khổ thứ ba, nó nói về cảm nhận mùa thu bằng cái suy ngẫm và trải nghiệm của tác giả. Vậy thì chúng ta đã tìm hiểu cái phần thứ nhất là phần đọc hiểu chú thích. Chúng ta sang phần thứ hai, đọc hiểu văn bản. Trong phần đọc hiểu văn bản này có một phần là phần thứ nhất, cô hướng dẫn các em cụ thể để mình có thể hiểu sâu sắc hơn. Còn hai phần nữa thì các em sẽ tự về tự đọc và tự hiểu. Mình sẽ tìm hiểu tài liệu để các em đọc và hiểu nó nha. Vậy thì trước khi đi vào phân tích cái ý thứ nhất, đó là cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước sự biến đổi của đất trời than thu, thì các em hiểu cái như thế nào về cái từ sang thu các em? Sang thu ở đây có nghĩa là gì? Sang thu tức là chớm thu, là lúc thiên nhiên giao mùa. Mùa hè vẫn chưa hết mà mùa thu tới có những cái tín hiệu đầu tiên. Vậy thì chúng ta đi vào phần thứ nhất tìm hiểu nó nhé. Cô đọc lại ý thứ nhất. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Vậy thì các em hãy cho cô biết nhà thơ nhận ra tín hiệu của sự chuyển mùa qua cái dấu hiệu nào và bằng những cái giác quan nào. Bây giờ nhìn lại khổ thứ nhất, các em sẽ gạch chân cho cô những cái từ ngữ nhà thơ để nhận ra tín hiệu của sự chuyển mùa qua cái dấu hiệu nào. 3. Từ những cái dấu hiệu đó thì bằng những cái giác quan nào? Thứ nhất đó là hương ổi, thứ hai là hình ảnh gió se, thứ ba là gì? Qua từ phả, thứ tư đó hình ảnh sương trùng trình, qua từ bỗng, từ hình như, đúng không nào? Cái cảm xúc là đó là bỗng và hình như, đúng không nào? Rồi, vậy thì chúng ta đi vào phân tích nó nha, cụ thể nó. Vậy thì tác giả nhà thơ đã nhận ra cái tín hiệu của sự chuyển mùa qua các cái dấu hiệu ấy và bằng những cái giác quan nào? Dấu hiệu sang thu đó là gì các em? Thứ nhất, cảm nhận bằng cái khứu giác và bằng cái xúc giác. Khứu giác và xúc giác ở đây thì tác giả nhận ra cái gì các em? Cái hương ổi nè, hình ảnh cái gió se nè, đúng không nào? Và cả cái từ phả nữa. Vậy thì các em thấy đây, ở đây tác giả gợi hình dung cụ thể và gợi sự vận động nhẹ nhàng, đúng không các em? Nhận ra trong gió có hương ổi là cảm nhận tinh tế của một người sống giữa đồng quê. Nhà thơ đã đem đến cho ta một cái tín hiệu mùa thu dân dã mà thú vị. Ông đã phát hiện cho một cái nét đẹp đáng yêu của mùa thu vàng nông thôn và vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Nếu như trong thơ ca cổ điển mùa thu thường hiện ra qua các cái hình ảnh ước lệ như là ngô đồng, như là rặng liễu, như là lá vàng mơ phai, hoa cúc vân vân, thì ở Hữu Thỉnh thì ông lại bắt đầu bằng cái hương ổi. Đó là một cái hình ảnh, một cái tứ thơ khá mới mẻ với cái thơ ca viết về mùa thu, nhưng lại vô cùng quen thuộc và gần gũi đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là cái người dân miền Bắc mỗi độ thu về. Và ở đây hương ổi gắn liền với bao kỷ niệm của thời thơ ấu, là cái mùi vị của quê hương đã thấm đẫm trong cái tâm tưởng nhà thơ, và cứ mỗi độ thu về thì nó lại trở thành cái tác nhân gợi nhớ. Ở đây thì chính Hữu Thỉnh đã tâm sự rằng giữa cái trời đất mênh mang, giữa cái khoảnh khắc giao mùa kỳ lạ thì điều khiến cho tâm hồn tôi phải lay động, phải giật mình để nhận ra đó chính là cái hương ổi. Vậy thì các em thấy là mùi hương ấy hòa quyện vào vào mà phả, mùi hương ấy không hòa quyện vào mà là mà nó phả vào trong gió, và phả ở đây có nghĩa là bốc mạnh và tỏa ra từng luồng. Chỉ một cái chữ phả thôi thì cũng đủ gợi cái hương thơm như sánh lại, sánh lại bởi cái hương đậm một phần và sánh bởi tại cái gió xe, đúng không các em? Vậy thì các em cũng thấy được đó, nhận ra trong gió cái hương ổi là cái cảm nhận tinh tế của một người sống giữa đồng quê, và nhà thơ đã đem đến cho ta một cái tín hiệu của mùa thu dân dã mà lại thú vị, đúng không nào? Rồi tiếp theo, ở đây cảm nhận của tác giả bằng cái thị giác qua cái hình ảnh sương trùng trình qua ngõ, gợi ra những cái làn sương, làn sương mỏng mềm mại răng màng khắp cái đường thôn ngõ xóm làng quê. Đó là đó, nó làm cho cái khí thu mát mẻ và cái cảnh thu thơ mộng huyền ảo, thông thả mà bình yên. Vậy thì các em thấy mà cũng thấy điều đó, cái ở đây thì chúng ta cũng thấy được đó chính là cái hình ảnh sương thu có ý chậm lại quấn quýt bên cái gì các em, cái ngõ sớm, đúng không nào? Qua cái biện pháp nghệ thuật nhân hóa sương mà biết trùng trình, trùng trình ở trong sách giáo khoa mình cũng có giải thích đó, tức là cố ý đi chậm lại, đúng không các em? Bằng một cái cảm xúc nữa, cảm xúc mà tác giả không thể, cảm xúc mà ở đây thì các em thấy đó, qua từ gì, từ bỏng, đúng không nào? Qua từ bỏng thì các em cũng thấy được cái điều gì? Bỏng ở đây là sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng, thú vị khi nhận ra thu đang về từ cái hương ổi. Và qua cái từ cụm từ hình như nữa, hình như là một cái cảm giác, cảm giác mơ hồ, bâng khuâng trước sự thay đổi rất khẽ, rất nhẹ nhàng của vạn vật. Vậy thì trong từng cái chuyển mình của sương, đúng không nào? Vậy thì các em thấy đó chính là cái hình ảnh gì các em? Ở đây tác giả có cảm nhận tinh tế, bằng một cái tâm hồn nhạy cảm lắm, tác giả thả hồn mình vào cái sự chuyển mùa của thiên nhiên và của đất, đất trời. Vậy thì cái hương, hương ổi ấy, cơn gió đầu mùa se lạnh ấy là cái sứ giả của mùa thu, cũng như của chim én là sứ giả của mùa xuân. Nó rất là đến rất khẽ khàng, khẽ đến mức chỉ một chút vô tình thôi là không mà một ai hay biết. Có thể nói trước Hữu Thỉnh có rất nhiều nhà thơ viết về mùa thu, nhưng đây là một phát hiện tinh tế của một hồn thơ xứ sở. Bằng tất cả các giác quan, khứu giác, xúc giác, thị giác, nhà thơ cảm nhận nét đặc trưng của mùa thu đều hiện diện, có hương ổi, có gió se và sương. Mùa thu đã về trên cái quê hương mình. Vậy thì cô đã giúp các em tìm hiểu cái ý thứ nhất. Chúng ta sang cái ý thứ hai. Ý thứ hai này các em sẽ tự đọc và tự làm, tự tìm hiểu. Các em sẽ đang tìm và đọc những cái bài văn mẫu nè, tìm nhà đọc phần nghị luận mẫu nè, để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về hai phần còn lại của bài thơ. Phần thứ hai đó là sự tinh tế trong cảm nhận của nhà thơ về những biến chuyển trong không gian lúc sang thu. Sông được lúc dền dàng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu.
Vậy thì các em cũng biết là sông dền dàng, chim vội vã, đám mây mùa hạ, vấp nửa mình sang thu. Cái dền dàng của dòng sông không chỉ gợi ra vẻ im dịu của bức tranh thiên nhiên mùa thu, mà nó còn mang đầy tâm trạng của con người như chậm lại, như trễ nải, như là ngẫm ngợi, nghĩ suy cái về những cái trải nghiệm trong cuộc đời. Trái ngược với cái vẻ khoan thai của dòng sông là cái sự vội vàng của những cái cánh chim trời bắt đầu di trú từ phương Nam. Về phương Nam, không gian trở nên xôn xao, không có âm thanh như câu thơ lại gợi lên. Nên cái động, Hữu Thỉnh dùng cái động từ vách để gợi ra trong cái thời điểm giao mùa, đám mây như kéo dài ra, nhẹ trôi như tấm lụa mềm treo lơ lửng giữa cái bầu trời trong xanh cao rộng. Hình như cái đám mây đó vẫn còn lại một cái vài tia nắng ấm của mùa hạ nên mới vắt nửa mình sang thu. Và cái đám mây vắt lên cái ranh giới mỏng manh và ngày càng bé dần đi, rồi đến một lúc nào đó không còn nữa để toàn bộ sự sống, để cả đám mây mùa hạ hoàn toàn nhóm màu sắc thu. Nắng vẫn còn vàng tươi, nhưng nắng thu trong và dịu hơn cái nắng chói chang gay gắt của mùa hạ. Và tiếp nữa ở đây nữa là gì các em? Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Mưa cũng vẫn còn nhưng đã vơi nhiều so với những cái cơn mưa bong bóng kéo dài của mùa hạ. Vơi dần, không chỉ là ít mưa đi mà còn là mưa ít nước đi. Đây cũng là dấu hiệu của sự chuyển mùa. Cuối hạ đầu thu, khi đã vơi đi những cơn mưa xối xả thì sấm cũng bớt bất ngờ và dữ dội. Nó không còn đột ngột đùng đoàn rền vang cùng với những tia sáng chớp lòe như xé rách bầu trời trong những cái trận mưa bão của tháng 6 và 7 nữa. Ở đây, bằng cái phép nhân hóa đặc sắc, nhà thơ đã rất tài hoa ghi lại cái linh hồn của cảnh vật của dòng sông quê hương nơi vùng đồng bằng Bắc Bộ. Và hình ảnh đối lập ngược chiều nhau miêu tả và vào cái chất tạo hình đó là từ vắt, từ lấy vào giá trị biểu cảm và gửi hình, ở đây ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, vân vân. Và hai câu cuối, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Trên hàng cây đứng tuổi, vậy thì các em thấy ở đây tả thực đang xen cái ẩn dụ gửi gắm cái triết lý đó là gì các em? Nó còn mang ý nghĩa ẩn dụ gửi những cái suy nghĩ cho người đọc chúng ta nữa, đó là gì? Đó, hình ảnh sấm là những cái vang động bất ngờ của ngoại cảnh của cuộc đời. Hàng cây đứng tuổi chỉ những cái con người đứng tuổi đã từng trải. Vẫn tao thơ trầm hẳn xuống, câu thơ đơn thuần chỉ là giọng kể, là một sự cảm nhận mà còn là sự suy nghĩ, chiêm nghiệm về đời người. Nhìn kỷ vật biến chuyển khi thu mới bắt đầu, Hữu Thỉnh nghĩ đến cái cuộc đời khi đã đứng tuổi. Phải chăng mùa thu đời người là sự khép lại của những cái tháng ngày sôi nổi với những cái bất thường của tuổi trẻ, và mở ra một cái mùa thu mới, một không gian mới yên tĩnh, trầm lắng, bình tâm, chín chắn hơn trước những cái chấn động của cuộc đời. Nói tóm lại, vậy là sang thu đâu chỉ là cái sự chuyển giao của đất trời mà còn là một cái sự chuyển giao cuộc đời. Mỗi con người, Hữu Thỉnh rất đổi tinh tế, nhạy bén trong cảm nhận và liên tưởng. Chính vì vậy thì những cái vần thơ của ông có sức lay động lòng người mãnh liệt hơn. Vậy thì phần thứ hai và phần thứ ba về các em sẽ theo dõi thêm, xem thêm, và các em sẽ thử tìm hiểu thêm cho cô nha. Vậy thì chúng ta thấy được những biện chuyển khác biệt nào của thời tiết khi chuyển từ hạ sang thu, nãy giờ cô cũng đã nêu cảm nhận cho các em rồi đó. Chúng ta sang phần thứ ba, đó là phần ghi nhớ. Chúng ta sẽ học ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 71. Về mặt nội dung, đó là những cái biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt của đất trời từ cuối hạ sang thu qua cảm nhận tinh tế của tác giả. Thứ hai là tình yêu tha thiết, vẻ đẹp quê hương và những suy nghĩ sâu sắc về cái con người và cuộc đời. Phần nghệ thuật, nó thuộc thể thơ năm chữ, nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ sáng tạo, hình ảnh giàu sức gợi cảm và mang ý nghĩa tượng trưng. Phần cuối cùng là phần luyện tập, các em về tự đọc và tự làm cái phần này, chúng ta sẽ sưu tầm thêm nhé. Cô sang cái phần củng cố cuộc lại cái bài học của các em nhìn sơ lược về sơ đồ tư duy của mình nhé. Của bài học hôm nay cô chỉ sơ lược cho các em. Mục đích của bài học này
của phần giảm tải là cô chỉ dạy phần tác giả tác phẩm phần 1 nhỏ thôi, còn phần 2 nhỏ và 3 nhỏ các em tự nghiên cứu và tự làm thêm nha. Cô sang phần dặn dò. Các em sẽ học thuộc bài thơ, học thuộc ghi nhớ phần tác giả tác phẩm cho cô và sưu tầm cho cô một số bài thơ viết về mùa thu. Các em sẽ đọc thêm một số bài nghị luận nữa, một những bài văn mẫu của cái bài sang thu của Hữu Thỉnh nữa, và tìm thêm cho cô những cái bài thơ khác cũng nói về mùa thu để chúng ta làm thêm cái dẫn chứng nha. Vậy thì bài sang thu của chúng ta đã xong. Cô sang bài tiếp theo, đó là bài nói với con. Lòng thương yêu con cái, cái mong ước mong thế hệ sau tiếp nối xứng đáng và ngày càng phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, của quê hương vốn là một cái tình cảm cao quý của con người Việt Nam chúng ta bao đời nay. Bài thơ nói với con của Y Phương cũng nằm trong cái mạch cảm xúc ấy. Và nhân nhà thơ có thể thể hiện riêng qua lời tâm tình nhắn gửi của người cha đối với con. Vì thế nên bài thơ có một cái giọng điệu thiết tha trìu mến hơn khi đọc, khi chúng ta đọc cái bài thơ này. Vậy thì cô trò chúng ta sẽ sang phần đầu tiên, đó là phần gì các em? Các em cũng biết rồi, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần tác giả và tác phẩm của bài thơ. Phần tác giả, các em lật sách giáo khoa ra trang 73, đọc phần tác giả cho cô và nêu đôi nét về tác giả và tác phẩm nha. Các em hãy giới thiệu cho cô về nhà thơ Y Phương xem nào. Đây là hình ảnh của nhà thơ Y Phương. Phần thứ nhất, Y Phương tên thật là Hứa Vĩnh Sước, sinh năm 1948, là nhà thơ người dân tộc Tày. Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ, trong sáng và cái cách tư duy vào hình ảnh của người miền núi. Đó là phần tác giả, các em gạch cho cô trong sách giáo khoa nha. Các em gạch nhanh lên, cô chờ các em đó. Phần thứ hai là phần tác phẩm. Tác phẩm của ông sáng tác năm 1980, được in trong cái tập thơ Việt Nam năm 1945-1985. Tiếp theo, những các tác phẩm chính của ông, cô giới thiệu thêm cho các em về cái tác phẩm chính của ông, như là Người Núi Hoa sáng tác năm 1982, Tiếng Hát Tháng Giêng sáng tác năm 1986, Lửa Hồng Một Góc sáng tác năm 1987, Lời Chúc sáng tác năm 1991, Đàn Then sáng tác năm 1996 và Thơ Y Phương sáng tác năm 2002. Giải thưởng của ông được nhận đó là giải A cái cuộc thi thơ tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, giải thưởng loại A giải thưởng văn học của Hội Nhà Văn năm Việt Nam năm 1987, giải A giải thưởng Hội đồng Văn học Dân tộc Hội Nhà Văn Việt Nam năm 1992. Đó là những cái giải thưởng của ông nhận được. Vậy thì cô bổ sung thêm một vài ý nữa. Bài thơ này ra đời vào năm 1980, khi cái đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc thiểu số về miền núi nói riêng vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Nhà thơ tâm sự như thế này: đó là thời điểm đất nước ta gặp vô vàn khó khăn. Bài thơ là lời tâm sự của tôi với đứa con gái đầu lòng. Tâm sự với con còn là tâm sự với chính mình. Nguyên do thì nhiều, nhưng lý do lớn nhất để bài thơ ra đời chính là lúc tôi dường như không biết lấy gì để vịn, để tin. Cả xã hội lúc bấy giờ đang hối hả, gấp gáp, kiếm tìm bạc. Muốn sống đàng hoàng như một con người, tôi nghĩ phải bám vào văn hóa, phải tin vào những cái giá trị tích cực vĩnh cửu của văn hóa. Chính vì thế, qua bài thơ ấy tôi muốn nói rằng chúng ta phải vượt qua sự ngặt nghèo, đói khổ bằng văn hóa. Vậy thì từ cái hiện thực khó khăn ấy, nhà thơ viết bài thơ này để tâm sự với chính mình, động viên mình, đồng thời để nhắc nhở con cái sau này. Tiếp theo, ở đây chúng ta có hình ảnh như cái lời, đúng không các em?
Lờ, lờ ở đây là một cái dụng cụ dùng để đánh bắt cá, được đan bằng nan tre vuốt, nan tre hay vuốt tròn, đúng không nào? Các em nào sống ở miền quê, ở quê đi thì các em sẽ thấy được cái hình ảnh cái lờ này, thì người ta dùng để đặt đánh bắt cá, đặt để đánh bắt cá. Thung ở đây có nghĩa là thung lũng, cái dải đất trũng kéo dài nằm giữa hai cái sườn núi. Tiếp theo, từ về người đồng mình. Người đồng mình là người vùng mình, người miền mình. Đây là có thể hiểu là người cùng sống trên một cái miền đất, cùng quê hương, cùng một cái dân tộc. Cô trò ta sang cái phần đọc văn bản. Nói với con, Y Phương, chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đang lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Người đồng mình thương lắm con ơi, cau đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn, sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Con ơi tuy thô sơ da thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Theo Y Phương, thơ Việt Nam năm 1945-1985. Vậy thì bài thơ này được sáng tác theo thể thơ tự do. Bố cục chia làm mấy phần các em? Bố cục của bài thơ chia làm hai phần, đúng không nào? Vậy thì phương thức biểu đạt chính của bài thơ là phương thức biểu cảm. Bố cục bài thơ chia làm hai phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến trên đời. Chân phải bước tới cha, cho đến ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Phần thứ hai, từ là cái phần còn lại, từ người đồng mình thương lắm con ơi, cho đến là không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Vậy thì nội dung của phần thứ nhất, nó nói về con lớn lên trong tình yêu thương và sự nâng đỡ của cha mẹ trong cái cuộc sống lao động nên thơ của quê hương. Và nội dung của phần thứ hai, nó nói lòng tự hào về cái sức sống mạnh mẽ bền bỉ, về cái truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy. Vậy thì để cảm nhận được cái hay cái đẹp của bài thơ này, chúng ta cần tìm hiểu sơ qua về cái suy nghĩ, cách bày tỏ tình cảm của người dân miền núi. Đó là cách diễn tả mộc mạc, hồn nhiên thể hiện qua ngôn ngữ và hình ảnh thơ. Tác giả Y Phương vận đồ dụng triệt để cái lời ví von so sánh thường thấy để làm gì các em? Thường thấy trong thơ của các dân tộc thiểu số để thấy được cái chủ đề của bài thơ nói với con. Vậy thì chúng ta đi vào phần tìm hiểu ý thứ nhất. Cái phần này cô bài ở bài nói với con này, cô chỉ giúp cho các em tìm hiểu cái phần tác giả và tác phẩm thôi. Phần 2 La Mã, phần 2 La Mã và phần 4 La Mã thì các em sẽ về tự đọc và tự làm. Cô hướng dẫn sơ nét nha. Nhịp thơ ở đây hai ba cấu trúc đối xứng, nhiều từ được lái lại tạo nên một cái âm điệu tươi vui quấn quýt, như là chân phải nè, chân trái nè, một bước nè, hai bước nè, rồi tiếng nói tiếng cười vân vân. Bằng những cái hình ảnh cụ thể vào chất thơ kết hợp nét độc đáo trong tư duy và diễn đạt của người miền núi thì bốn câu thơ mở ra cái khung cảnh gia đình như thế nào các em? Thật là đầy ắp niềm đầm ấm nè, ấm cúng, đầy ắp niềm vui và đầy ắp tiếng nói và tiếng tiếng cười. Trong đây có hình ảnh có cha có mẹ, đúng không nào? Một cái em bé, hình ảnh ở đây gợi ra cho chúng ta thấy được một em bé đang chập chững tập đi,
À đang bi bô tập nói, lúc thì xa vào lòng mẹ, lúc thì níu lấy tay cha. Đúng không các em? Đây là tình lớn, người con này lớn lên trong cái tình yêu thương của gia đình, của cha mẹ. Ông nào, ở đây tác giả sử dụng cái nhịp điệu 2-3, cái nhịp 2-3, rồi đối xứng liệt kê kết hợp với điệp ngữ, với một cái giọng điệu thật là tươi vui, cho ta thấy được cái sự ấm cúng với tình yêu thương của cha mẹ và con cái. Rồi tiếp nữa nè, đan lờ cài nang hoa, vách nhà khen câu hát. Chúng ta có từ nang hoa, từ cài, từ khen. Những cái nang nứa, nang tre dưới cái bàn tay tài hoa của người quê mình đã trở thành cái nang hoa. Vách nhà không chỉ khen bằng tre, gỗ mà còn được khen bằng những cái câu hát si, hát lượng. Các cái động từ như từ khen nè, từ cài nè, vừa miêu tả chính xác cái động tác khéo léo trong lao động, vừa gợi sự gắn bó quấn quýt của những cái con người miền quê trong cái cuộc sống lao động. Cái yêu lắm của người đồng mình là gì nếu như không phải cốt cách tài hoa, là cái tinh thần vui sống phải chăng ẩn chứa bên bên trong cái dáng vẻ thơ mộc, là một cái tâm hồn phong phú và lãng mạn biết bao. Vậy thì con người lớn lên trong cuộc sống lao động cần cù tươi vui, sự đó là sự đoàn kết và lạc quan. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Đây là biện pháp nghệ thuật điệp ngữ ẩn dụ. Nếu như hình dung về một cái vùng núi cụ thể, chắc chắn mọi người có thể gắn bó với những hình ảnh khác, khác cách nói của y phương, như là thác lũ, như là bạt ngàn cây, hay rộn rã tiếng chim thú, hay cả những âm thanh gió gào ngàn giọng ngà, giọng nguồn thét núi, những cái bí mật của rừng, rừng thiên nhiên. Y phương chỉ chọn một cái hình ảnh thôi, đó là hình ảnh hoa, để nói về cái cảnh quan của rừng. Vậy thì ở đây con lớn lên trên cái quê hương thơ mộng và rất là nghĩa tình, đúng không nào? Hoa trông nói với con có thể là hoa thực. Đó là những cái đặc điểm của rừng, và khi đặt trong mạch của bài thơ thì hình ảnh này là một cái tín hiệu thẩm mỹ, nó góp phần diễn tả điều tác giả đang muốn khái quát. Chính những cái gì đẹp đẽ của quê hương đã hun đúc nên cái tâm hồn cao đẹp của con người ở đó. Quê hương còn là cái hiện diện trong những cái gì gần gũi và thân thương. Đó chính là một nguồn mạch yêu thương vẫn tha thiết chảy trong cái tâm hồn của mỗi người chúng ta. Bởi con đường cho những tấm lòng, đây là điệp từ cho mang nặng cái nghĩa tình. Thiên nhiên đem đến cho con người ở những cái thứ cần để lớn, dành tặng cho con người những gì đẹp đẽ nhất. Thiên nhiên để che chở, nuôi dưỡng con người cả về cái tâm hồn và cái lối sống. Cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Cách tư duy của người dân tộc về cuộc sống ở đây khó khăn thiếu thốn, nhưng họ luôn biết lo toan và giàu cái mơ ước. Từ cao, tính từ cao và từ xa, trong sự tâm tiến nhà thơ cho thấy được cái khó khăn, cái thử thách càng lớn thì ý chí con người càng mạnh mẽ hơn. Rồi, sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Vậy thì ở đây các chúng ta cũng thấy được, đó là biện pháp nghệ thuật liệt kê hình ảnh ẩn dụ thành ngữ, rồi điệp ngữ, điệp cấu trúc, rồi so sánh. Nó chấp nhận, ở đây nói về cái sự chấp nhận gắn bó thủy chung với quê hương, vào ý chí, nghị lực, quyết tâm của người đồng mình, và cách sống tự nhiên họ, nhưng mà họ rất là phóng khoáng. Tác giả sử dụng cái biện pháp nghệ thuật liệt kê với những cái hình ảnh ẩn dụ, đó là đá gập ghềnh, thung nghèo đói, gợi cuộc sống đói nghèo khó khăn và cực nhọc, và cả những cái thành ngữ nữa, lên thác xuống gền, ý thơ gợi bao cái nỗi vất vả và lam lũ. Những cái câu thơ đây dài ngắn nhưng cùng những cái thanh trắc tạo cái ấn tượng về cái cuộc sống trắc trở gian nan đói nghèo của quê hương. Và cái ở đây nữa đó chính là cái điệp ngữ sống, không chê, và điệp cấu trúc câu cùng hình ảnh đối xứng đã nhấn mạnh người đồng mình có thể nghèo nàn, có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng họ luôn thiếu ý chí và quyết tâm. Người đồng mình chấp nhận và thủy chung gắn bó cùng quê hương, dẫu quê hương có nghèo đói và có vất vả đi chăng nữa. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Vậy thì các em cũng thấy được đó, ở đây tác giả sử dụng cái biện pháp nghệ thuật tương phản. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con.
Họ mộc mạc nhưng họ giàu chí khí và niềm tin. Người đồng minh tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Đây là một cái tinh thần tự tôn dân tộc về cái ý thức bảo vệ cái nguồn cội của mình. Họ mộc mạc nhưng họ giàu ý chí và cả cái niềm tin nữa, đúng không nào? Và cuối cùng đây chính là cái lời nhắn nhủ của cha: con ơi, tuy thô sơ da thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Vậy thì với cái giọng thơ với một cái giọng giọng thơ trìu mến thiết tha, chúng ta phải giữ gìn truyền thống phẩm chất của người đồng mình, chúng ta phải giữ vững ý chí, nghị lực, niềm tin khi bước vào đời. Vậy thì trong hành trang của người con mang theo khi lên đường có một cái thứ quý giá hơn mọi thứ trên đời, đó là cái ý chí, là nghị lực, là truyền thống quê hương. Lời dặn của cha thật là mộc mạc, dễ hiểu, thấm thía, ẩn chứa cái niềm hy vọng lớn lao của cha, hy vọng đứa con sẽ tiếp tục vững bước trên đường đời, tiếp nối truyền thống, làm vẻ vang quê hương. Hai tiếng nghe con lắng đọng bao cảm xúc ẩn chứa tình yêu thương vô bờ bến của cha dành cho con. Câu thơ còn gợi cho ta một cảnh tượng cảm động đang diễn ra lúc chia ly. Cha hiền từ âu yếm nhìn con, xoa đầu con, và người con ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe người cha dặn. Vậy thì đoạn thơ chứa chan ý nghĩa mộc mạc, đầm thấm mà sâu sắc. Nó tựa như một khúc ca nhẹ nhàng mà âm vang lời thơ tâm tình của người cha sẽ là hành trang đi theo con suốt cuộc đời, và có lẽ sẽ mãi mãi là bài học bổ ích cho các bạn trẻ, bài học về niềm tin, nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống của mình. Vậy thì các em thấy đó chính là cái bài học hôm nay người cha nói với con, và cũng chính là lời tâm tình của cha. Vậy thì cha nói với con về cái tình yêu thương con của cha mẹ, cũng như cái tình yêu quê hương đất nước và những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Nói như vậy nhằm mong muốn con sống phải có nghĩa tình chung thủy với quê hương. Chúng ta phải tự hào kế tục và phát huy truyền thống của quê hương, tự tin vững bước trên cái con đường đời. Phần cuối cùng, cô trò chúng ta sẽ đi vào phần 3, ba la mã ghi nhớ sách giáo khoa trang 74. Về các em học ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 74 cho cô nha. Thứ nhất là về mặt nghệ thuật, với một cái giọng điệu thủ thỉ, tâm tình tha thiết sâu lắng, xây dựng hình ảnh thơ vừa cụ thể mang tính khái quát, mộc mạc nhưng vẫn giàu chất thơ, có bố cục chặt chẽ và dẫn dắt rất tự nhiên. Về ý nghĩa văn bản, bài thơ nó thể hiện tình yêu thương thấm thiết của cha mẹ dành cho con cái, và tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước. Các em sẽ học trong ghi nhớ sách giáo khoa trang 74 cho cô. Các em ghi nhớ nha. Phần 3 la mã, 4 la mã là phần luyện tập, các em sẽ tự học đọc và tự làm về sưu tầm thêm cho cô. Phần cuối cùng là phần dặn dò của cô, các em sẽ học bài, học thuộc lòng bài thơ, phần ghi nhớ, phần tác giả tác phẩm, xem trước bài nghị luận về tác phẩm, truyện hay là đoạn trích. Bài học chúng ta đến đây kết thúc, cô chúc các em sẽ học bài tốt hơn, và xem... chúc các em học tốt hơn nữa nha.